Ủa em 3G nữa hả? Chị bấm. Thôi được chưa? Chị bấm chị phải lỗi chứ. Tụi bây em ra ngoài em dùng 3G à. Trời. Em ra ngoài em đâu có dùng. Đâu mà ấy gì vậy luôn á hả? Có răng rồi cái bấm 3G liền luôn á. Nó cầm điện thoại từng phút vậy. Nè Thủy, mày ra ngoài mà có 3G đi. Có 3G đâu. Không phải có bây giờ nạp tiền luôn mà 3G. Biển gì không tắm được mà các chị và các bạn share ba nhóm bất kỳ để mình cùng nhau chơi mini game à. Hello, ai đã thấy sắp rồi nhanh tay vào nào mọi người ơi. Ai đã thấy sắp rồi nhanh tay vào và tham gia mini game nha. Biển gì không tắm được là câu hỏi của ngày hôm nay nha. Rồi ai đã thấy sắp rồi nhanh tay nha. Đây là live stream cuối cùng của ngày rồi. Các bạn các chị tranh thủ vào xem mini game nha. Vào chơi mini game và cùng nhau săn những combo siêu hot trong hôm nay nha. Xin chào Sam Hon, xin chào Ngân Giang, xin chào Mun Lê, xin chào Kim Lộ Lê. Nhanh tay tham gia mini game này nha mọi người nhé. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay tham gia mini game và trả lời cho câu hỏi biển gì không tắm được là câu hỏi cho ngày hôm nay nha. Biển tắm, biển hiệu vẫn chưa phải là đáp án của em à. Biển số vẫn chưa phải là đáp án của mình các chị và các bạn nha. Rồi, biển xã cũng không phải đáp án cho em ngày hôm nay nha. Rồi, xin chào mọi người nha. Số chưa phải nha Bùi Hiền nha. Rồi mọi người ơi, nhanh tay vào tham gia mini game với siêu sắp nào. Mở đầu chương trình ngày hôm nay cũng là chương trình mini game nha. Mini game dành cho ai nhanh tay nhất sẽ được sang một combo siêu xinh như Thơm và Thủy đang mặc nha. Nhớ là nhanh tay chia sẻ 3 rúp vào một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment đáp án của mình nha. 3 rúp vào một lần trên trang cá nhân, nhớ là mình chia sẻ rúp nào thì mình chụp lại nha, để khi mình trúng giải á, mình inbox cho shop thì mình inbox cái hình mình đã chia sẻ 3 rúp cho shop luôn nha. Ok, biển cấm chưa phải nè, biển tình chưa phải, cố lên mọi người ơi, rất là dễ nha. Rồi các chị và các bạn ơi, một cái biển này rất là quen thuộc mà biển đó không tắm được thì mình nghĩ là biển gì à? Và các chị và các bạn đừng quên chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân để mình cùng nhau săn một cái set cực kỳ xinh bao gồm áo và chân váy à các chị và các bạn nha. Bây giờ mua là được combo 99.000 à hả chị? Các chị và các bạn ơi, combo 99.000 sẽ được mình sẽ được bắt đầu ra bán sau khi mini game kết thúc các chị và các bạn nha. Là khi combo 99.000 được áp dụng khi các chị và các bạn mua bất kỳ hai combo trong livestream này à. Đúng rồi, tức là 99.000 khi chúng ta chọn được hai bộ bất kỳ trong livestream nha. Hai bộ bất kỳ sẽ có giá mỗi bộ là 99.000. Bây giờ trước tiên thì chúng ta hãy cùng nhau săn combo không đồng nào mọi người ơi. Ai muốn sở hữu combo hơn và Thủy đang mặc với giá không đồng thì nhanh tay comment đáp án của câu hỏi biển gì không tắm được nhanh tay nha. Biển báo chưa phải mọi người ơi, cố gắng lên. Biển báo mình bỏ cái đáp án đó ra đi, biển báo chưa phải nha. Nhớ là chúng ta chia sẻ 3 rúp vào một lần trên trang cá nhân, sau đó các bạn comment đáp án của mình nha. 3 rúp vào một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment đáp án của mình nha. Rất là dễ, đáp án này vô cùng dễ, không có gì khó hết. Và nhanh tay chia sẻ để sắp gửi cho mọi người nha. Rồi ai chưa vào thì nhanh tay vào. Đây là livestream cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Nhanh tay vào săn combo của shop và chúng ta chuẩn bị đến với chương trình combo 99.000 luôn nha mọi người nha. Rồi các chị và các bạn ơi, cùng nhau share livestream vào cách rút 3 lần và 3 rút bất kỳ để mình cùng nhau săn một cái set cực kỳ xinh bao gồm áo và chân váy. Và bạn nào trả lời có câu trả lời trùng với đáp án của shop trong ngày hôm nay là biển gì không có tắm được thì mình sẽ là chủ nhân của một set siêu xinh như vậy các chị và các bạn nha. Đúng và rồi. Các bạn đừng quên là sau mini game mình sẽ có chương trình combo 99.000 cực kỳ xinh xắn rồi đó các bạn ạ. À. Rồi ngon ngon.
Ngân biển đỏ chưa phải này, biển đồng chưa phải, biển bạc chưa phải, hồng thắm ơi, Nguyễn Ngân biển chết chưa phải, Như Tụn biển muối chưa phải nha, biển tình chưa phải, biển đồng chưa phải này, biển cấm chưa phải nha, biển báo giao thông chưa phải nha, biển cấm chưa phải, biển lửa chưa phải, cố lên mọi người ơi, rất là dễ nha. Rồi chia sẻ livestream và ba group và một lần trên trang cá nhân, sau đó chúng ta comment đáp án của mình, nhanh tay mọi người nha, chia sẻ ba group và một lần trên trang cá nhân, sau đó comment nha, và nhớ chụp lại cái group mình đã chia sẻ nha, để tí mình trúng giải á, mình inbox cho shop là mình nhận quà luôn nha mọi người nha, nhớ là trúng giải inbox nhận quà luôn nha. Rồi một combo siêu xinh như Hân và Thủy đang mặc sẽ dành cho ai đây, nhanh tay trả lời cho câu hỏi biển gì không tắm được mọi người nha. Rất là dễ luôn, suy nghĩ đơn giản thôi, mình hãy suy nghĩ những thứ gần gũi với cuộc sống của mình, đừng có nghĩ chi xa xôi hết. Biển tình chưa phải, biển người chưa phải, biển hiệu chưa phải nha, biển số chưa phải nha, biển lửa chưa phải mọi người nha, cố lên nào mọi người ơi, cố lên nha. Và các chị và các bạn ơi, mình nghĩ đáp án là biển gì thì mình nhanh tay comment cho shop biết nha, comment cho shop biết nha, nhanh tay nhanh tay nhanh tay các chị và các bạn nha, comment cho shop biết nha. Biển chết không phải, biển càng chưa phải, biển muối cũng không phải, biển muối không phải các chị và các bạn nha, biển chết cũng chưa phải nè. Rồi biển gì đây, biển báo chưa phải đâu, biển bận chưa phải nha, biển tình chưa phải, biển càng chưa phải biển càng nữa rồi bài hát đúng không, biển càng chưa phải các chị và các bạn ơi, biển chết mình chưa phải nha, à biển chết cũng chưa phải nè, biển lặng chưa phải, biển số chưa phải các chị và các bạn nha. Rồi bây giờ mọi người gợi ý nha, ai muốn nghe gợi ý nào, ai muốn nghe gợi ý nhanh tay chia sẻ rồi chúng ta nghe gợi ý mọi người nha. Ai muốn nghe gợi ý nào, biển báo giao thông chưa phải nha, bỏ bề gợi ý nha, từ này có 3 từ mọi người ơi, bỏ từ biển ra là còn 2 từ nha, từ này bỏ từ biển ra còn 2 từ rất là dễ luôn nha, bỏ từ biển ra giúp shop nha là còn 2 từ, mình comment chữ biển cũng được, biển này tức là có từ biển luôn là 3 từ, bỏ từ biển ra là còn 2 từ nha. Biển chỉ dẫn chưa phải các chị và các bạn nha, biển báo mình cũng chưa phải nè, rồi biển lửa mình cũng chưa phải đâu các chị và các bạn ạ, biển nhớ cũng chưa phải à, chưa phải đáp án của shop, biển này rất là gần gũi nha, biển xa chưa phải, biển đường chưa phải, biển cá sấu chưa phải nha, cố lên chưa phải, biển cố lên, cố lên phải, nào chị và các bạn ơi. Biển này có 3 từ đúng rồi, bỏ từ biển ra là còn 2 từ, cố lên mọi người, rất là quen thuộc với chúng ta nha, từ biển ra là còn 2 từ nha, bỏ từ biển ra là còn 2 từ nha. Biển gì mà có 2 từ ạ? Đúng rồi. Và 2 từ nữa. Sau khi mini game này kết thúc, chúng ta sẽ cùng đến với chương trình 99.000 nha. Combo 99.000 sẽ được bán trong hôm nay và rất là nhiều hàng mới về hôm nay nha. Combo 99.000 nha. Combo 99.000 sẽ được bán trong hôm nay nha. Và mỗi bộ sẽ 99.000 khi chúng ta chọn được 2 bộ bất kỳ nha. Kết thúc livestream mình chỉ lấy 1 bộ thôi, giá là 129.000 mọi người nha. Nhớ là 99.000 sẽ bán khi là mọi người chọn được 2 bộ bất kỳ trong livestream nha. Trên tay bây giờ chúng ta 10 giây nữa, 10 giây nữa sẽ lật đáp án nha. Biển giao thông chưa phải nè, biển số xe chưa phải nha, biển giao thông chưa phải, bây giờ sắp lật đáp án nha mọi người nha. Sắp sẽ lật đáp án đây. Và sau khi mini game kết thúc, chúng ta đến với chương trình combo 99.000 áp dụng khi chọn 2 bộ bất kỳ trong livestream nha. Kết thúc live mình chỉ lấy 1 bộ, giá là 129.000 mọi người nha. Các chị và các bạn ơi, bây giờ em sẽ từ từ gửi đáp án cho mọi người nha. Và từ đầu tiên là từ biển nha mọi người ơi. Biển gì đây? Biển gì có 2 từ ạ? À? Biển gì có 2 từ? Em lặp lặp lại luôn. Mày dễ luôn. Các chị ơi, biển gì đây? Biển gì mà biển S là biển gì các chị ơi? Biển S có 3 từ tổng cộng các chị nha. Tổng cộng 3 từ, biển S là biển gì à? Nãy là có chị hỏi là áo em mặc bao nhiêu, thì một xíu nữa em xin tiết lộ là một xíu nữa mình sẽ có chương trình combo 99.000 à. Combo 99.000 bao gồm áo và chân váy. Các chị và các bạn nào muốn xem thì mình ở lại cùng với shop sau khi chơi mini game xong nha. Biển S là biển gì à? Biển S mọi người ơi, 3 từ và từ biển. Rồi rồi, rất có bạn sắp trúng rồi mọi người ơi, có bạn sắp trúng rồi. Biển S, biển S là biển gì mà có 3 từ lận mọi người ơi, 3 từ lận, có bạn gần trúng rồi, có bạn gần trúng rồi mọi người nha. Trời ơi, sắp rồi. Rồi làm cái số đi. Đây các chị và các bạn nha, các chị và các bạn nha, số nha, từ thứ hai là từ số. Biển số gì đây? Biển số gì đây các chị và các bạn? Không phải biển số xe, không phải biển số xe thì là biển số gì mọi người ơi? Không phải biển số xe thì là biển số gì đây các chị và các bạn ơi? Không phải
phải biển số xe thì biển số gì mà mỗi nhà đều có mọi người? Mỗi nhà đều có. Biển gì đây mọi người ơi? Còn một từ nữa thôi. Còn một từ nữa thôi. Trời ơi, biển số xe không phải. Một từ nữa không phải là biển số xe, mà là biển số gì mọi người? Biển chết không phải, biển số xe cũng không phải à. Ủa đây biển số gì trời ơi vậy? Trời ơi, biết việc, biết tiếng Việt Trang rồi. Mình xin chúc mừng bạn Trang Hương với từ biển số nhà. Bạn Trang Hương đã là người chính xác minigame trong ngày hôm nay à. Và bây giờ chúng ta bạn Trang Hương nha. Chúng ta sẽ đến với chương trình combo 99 ngàn mọi người nha. 99.000 nha, bây giờ combo 99.000 và áp dụng khi chúng ta chọn hai bộ bất kỳ nha. Hai bộ bất kỳ sẽ có giá là 99.000, mini game chúng ta dừng lại rồi nha. Hai bộ bất kỳ sẽ có giá là 99.000 mỗi bộ nha. Và combo Hân đang mặc, mở đầu sẽ là combo Hân đang mặc với áo sơ mi xanh. Đó, sơ mi trễ vai xanh tay dài như thế này rất là xinh nha. Mình phối hợp với một chiếc váy hai tầng. Trời ơi, dễ thương, vải cực kỳ đẹp nha. Mua bộ này là vải cực kỳ đẹp. Và sắp chỉ bán giá 99.000 trong livestream nha. Nhanh tay comment mã C11 hoặc C13, sorry mọi người, C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này nha. Và hai bộ bất kỳ thì giá là 99.000 một bộ nha. C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ cho sắp đầu với giá 120.000 à. Bạn nào chúc nón comment nón và số điện thoại. Nón đằng sau, nón vải 99.000 trên mỗi nón. Chúc nón vải, comment nón vải và số điện thoại ạ. Các chị và các bạn ơi, nguyên một combo Hân đang mặc thì với giá 99.000, comment C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Nếu chốt combo Hân đang mặc bao gồm áo và chân váy dưới 55kg mình sẽ vừa. Và các chị và các bạn nhớ mua hai combo bất kỳ để được giá 99.000 à. Mẫu Hân cao 1m55, 1m55 và 55 và nặng 45kg mọi người nha. Coi nó phía sau à. Ok các chị và các bạn nghe một xíu nữa mình sẽ cho coi nha. Rồi C13 mọi người nha. Comment C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Rồi chúc cho chị nắm lùng C13. Ok, nắm lùng comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Ngọc Nguyễn C13 comment địa chỉ giúp shop. Thuyền đóng cửa chị đó. Chúc cho Hương Trà C13 comment địa chỉ giúp shop nha. Nhanh tay comment C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Không có mình không có tranh cãi mini game nữa nha. Bây giờ chúng ta đến với chương trình bán hàng rồi nha. 99.000 mỗi combo. Và nhớ là tranh thủ comment giúp shop C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi chúc cho Ngọc Hân mã C13 comment địa chỉ giúp shop nha. Mua hai set bất kỳ trong ra được giá 99.000 mỗi set mọi người nha. 99.000 mỗi set nha. Còn nếu một set duy nhất 129.000 à. Rồi các chị và các bạn comment giúp em C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn chốt set em đang mặc à. Rồi chúc cho Hương Trà C13 ok comment địa chỉ giúp shop nha. Nhanh tay C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Nguyễn Thảo giờ sắp mới thấy comment của em rồi nha. Nói chung là chị nào mà bạn nào đặt hàng bị ẩn comment thì nhanh comment lại giúp shop nha. C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này nha. C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ 99.000. Sắp sẽ bán 99.000 cho mọi người và chị bán trong livestream nha. Sau livestream sẽ là 250 nha. Và một set không có nón nha mọi người nha. Set là gồm áo và váy nha. Áo và váy với giá 99.000 và áp dụng khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong live nha. Dạ chúc tiếp tục cho chúc C13 cho Bingo comment địa chỉ giúp sắp nha. Chúc C13 cho Diệp Trần Vân. Dạ chúc C13 cho chị Diệp Trần Vân. Chúc C13 cho chị Trạc Sinh comment địa chỉ giúp sắp. Mọi người comment giúp sắp C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Tại vì comment nó rất là nhiều nên nó chạy không kịp. Sắp địa chỉ nha. Rồi các chị và các bạn nào chưa cho shop địa chỉ chứ cho giúp shop địa chỉ để shop gửi hàng cho mọi người nha. Rồi chốt cho chị Linh Hương à, chị Linh Hương cho shop địa chỉ số điện thoại à. Rồi chốt cho chị Linh Hương cho số điện thoại và địa chỉ giúp em à. Rồi Thanh Thảo cho em địa chỉ à. Chị Thanh Thảo cho em địa chỉ nha. Rồi các chị và các bạn nào chưa cho em địa chỉ thì mình cho em địa chỉ và số điện thoại đi các chị và các bạn ơi. Rồi chốt cho Minh Phạm C13 comment địa chỉ giúp shop nha. Chốt cho bộ đội về đâu comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Trang Phục Phong Châu comment địa chỉ giúp shop nha. C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này nha. Nếu sau livestream thì mình mua bộ này với giá 250.000 nha. Áo trễ vai xanh vải cực kỳ đẹp và váy xòe hai tầng cực kỳ đẹp với giá 99.000 khi chúng ta chọn hai bộ bất kỳ trong livestream nha. Kết thúc livestream mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người nha. C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Mini game mình đã hết rồi nha mọi người nha. Mọi người đừng có comment đáp án mini game nữa nha. 55kg trở xuống là vừa nha mọi người nha. 55kg vẫn vừa nha. Miễn là mình đừng có qua mức đó nha. 55kg trở xuống là vừa mọi người nha. C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và Trang Phục Phong Châu comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho bộ đội về đâu comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Thanh Thảo comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Linh Thương C13 comment địa chỉ giúp shop nha. Nhanh tay comment C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi ship code Hà Nội. Dạ ship code là
30 hoặc 35 ngàn nha Trang Trang nha. Dạ chúc cho Hoàng Việt C13. Ok Hoàng Việt nha, địa chỉ rất là rõ ràng. Rồi C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Mọi người sắp theo máy chủ, đừng có tranh cãi mini game nữa nha. Sắp theo máy chủ nha. Rồi chúc cho Ngọc Trâm C13 comment địa chỉ giúp sắp nha. Ok, okay Ngọc Trâm, mình thấy Ngọc Trâm rồi nha. Rồi Nguyễn Hiền, mình thấy Nguyễn Hiền rồi nha. Mình thấy Nguyễn Hiền nha, mình thấy Ngọc Trâm. Ok, mình thấy Trang Phục Phong Châu. Ok, Trang Phục Phong Châu nha. Rồi các chị ơi, Linh Thương, chị Linh Thương em thấy rồi. Chị Linh Thương cho em địa chỉ được không ạ? Chị Linh Thương cho em địa chỉ. Hoàng Việt cho em địa chỉ à. Rồi các chị à, Hoàng Việt, em cảm ơn Hoàng Việt à. Em lấy áo này, Hoàng Anh ơi, nguyên một set em sẽ bán với giá 99.000. Khi mua hai combo bất kỳ trong line, mỗi set 99.000 nha. Còn nếu lấy riêng áo em cũng bán 99.000 nha. Chị lấy áo thì chốt cho em áo và số điện thoại và địa chỉ à. Mọi người ơi, một combo là gồm áo và váy với giá là 129.000 nếu mọi người lấy một bộ nha. Kết thúc live mình chọn được hai bộ bất kỳ, giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Nhớ là chọn đủ hai bộ bất kỳ để được giá 99.000 mỗi bộ nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Giá ship quận 7 20 hoặc 25.000 nha, vẽ lép nha. Ship Sài Gòn 20 hoặc 25.000, ship tỉnh 30 hoặc 35.000 nha. Sắp ở Sài Gòn mọi người nha, thấy em không? Ngô Hoàng Bích Phương giờ sắp mới thấy em nha. Mọi người ai bị ẩn comment thì comment lại giúp sắp nha. Ship quận 9 cũng chỉ có 25.000 nha Ngọc Trâm nha. Ship Sài Gòn 20-25 ngàn, mọi người nghe nghe cái giá ship nha. Giá ship đừng có quan tâm, đừng có lo, tại ship rất là rẻ nha. Rồi C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo này nha. 99.000 áp dụng khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong line nha. Kết thúc line mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Ok ok nha mọi người nha. Rồi tiếp tục 30 giây cuối cùng để sở hữu combo này nha. Chốt cho Nguyễn Hiền chưa ta? Nguyễn Hiền chốt rồi nha, Nguyễn Hiền sắp chốt cho Nguyễn Hiền rồi nha. Ok, bộ đội về đâu, sắp chốt cho bộ đội về đâu rồi nha. Các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nào chưa có địa chỉ nãy giờ chốt hàng cho em mà chưa có địa chỉ, trên ơi, chị và bạn nào chưa có địa chỉ để không nhắc lên. Chị nắm luôn, chưa có địa chỉ à, em không thể gửi hàng cho chị được nếu chưa có địa chỉ à. Nắm luôn, dạ, à, Kim Ngố cũng chưa có địa chỉ à. Chị Kim Ngố chưa có địa chỉ à, rồi ai nữa? Linh Hương chưa có địa chỉ à, chị Linh Hương chưa có địa chỉ nữa luôn chị ơi. Ok, rồi các chị có tên nhanh chóng về địa chỉ nha. Chị Thanh Huyền vẫn chưa có địa chỉ luôn à. Chúc cho Thúy Lùng comment địa chỉ giúp shop nha. Mọi người comment giúp shop mã hàng kèm số điện thoại kèm chị địa chỉ nha. Chị Diệu Hiền ơi, combo của em 54kg mặc bao vừa, dưới 55kg mình bao vừa nha các chị và các bạn ơi. Mình dưới 55kg thì mình cứ nhanh tay mình đặt đi à, bên shop mình bao vừa đó à. Rồi các chị và các bạn nhanh tay chốt nha. Cái váy của em đang mặc với mọi người ơi, rất là tiện luôn nha. Váy này là váy quần nha mọi người ơi. Váy quần nha, rất là tiện lợi. Các chị đặt, chị Nguyễn Thị Diệu Hiền ơi cho em địa chỉ luôn à. Rồi Thúy luôn ơi, chị Thúy luôn cho em địa chỉ à. Các chị và các bạn đặt hàng nhớ comment C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và sắp chị chốt cái giá này cho chị nào cho đầy đủ thông tin, số điện thoại kèm mã hàng kèm địa chỉ nha. Không có địa chỉ thì shop không có gửi được, nên là mình nhanh tay mình cho shop địa chỉ luôn nha. Shop chuẩn bị qua mẫu trong 20 giây cuối cùng nha. Và bộ này sẽ trở về giá gốc là 250.000 nha. 250.000 nha. Nhanh tay comment C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Bộ này quá xuất sắc luôn. Rồi 10 giây cuối cùng để comment C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Ok, cảm ơn chị Thủy Lùng nha. Rồi C13 kèm số điện thoại kèm địa chỉ là mã của bộ này nha. Bây giờ chúng ta sẽ sắp chuyển qua C14 nha. Sắp chuyển qua C14, C13 chúng ta còn 5 giây cuối cùng để đặt hàng nha. Và sau livestream là giá 250, mọi người vui lòng mua với giá 250 sau khi livestream kết thúc nha. Và nhớ là giá 99.000 áp dụng khi chúng ta đặt hai bộ bất kỳ trong line nha. 55kg, dạ 55kg bộ này vừa nha mọi người nha. 55kg bộ này vừa nha, 55kg trở xuống là vừa nha Hoàng Việt nha, yên tâm nha. Bộ này thì nó có form rộng rãi á. Bây giờ mình tiếp tục chuyển mã là C16 mọi người nha. Bây giờ mình tiếp tục chuyển mã. Ủa C14, sorry mọi người. C14 các chị và các bạn nha. Các chị và các bạn, chị Diệu Hiền ơi, em chưa thấy địa chỉ của chị ạ. Cho em xin là địa chỉ chị Diệu Hiền nha. Ok chị Nguyễn Thị Diệu Hiền, em cảm ơn chị nha. Quận 11 ship 20.000 nha. Anh Kim nha. Ship Sài Gòn 20-25 ngàn, mọi người đừng có lo tiền ship nha. Ship tỉnh là 30 hoặc 35 ngàn nha. Nói chung tiền ship đừng có lo, tiền ship rất là rẻ nha. Mình sắp tính ship rất là rẻ, mọi người yên tâm nha. Bây giờ mình đến với C14 mọi người nha. C14 giới thiệu cho các chị nào bé ơi. C14 nha các chị nha, đây là một chiếc áo trễ vai. Em mấy bộ này một đây. Chiếc áo trễ vai bi hầu rất là dễ thương luôn nha mọi người nha. Nó có một cái đường nhún ngay giữa này nha mọi người, rất là đẹp luôn nha. Để kết hợp với lại một chiếc quần màu trắng, và nó có một cái dây nơ nha mọi người, một cái dây nơ rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Đây là lưng thun nha, nè da lưng thun cho nên là rất dễ mặc nha. Mọi người ơi, đây là C14 nha mọi người nha. Đây là mã C14, mọi người hãy comment giúp em là C14 và số điện thoại nha mọi người nha. Ai thích mẫu này thì nhanh tay comment giúp em là C14 và số điện thoại nha. Mẫu này rất là xinh luôn.
đẹp luôn nha. Và hết mẫu này qua mẫu này em sẽ chuyển qua mẫu chị Hương. Rồi, chị Thu Hồng. Rồi, em chốt cho chị Thu Hoàng luôn nha. Thu Hồng. Thu Hồng. Tuấn Trần luôn nha. Chốt em chốt. Em chốt với Tuấn Trần luôn nha. Ai mà đã chốt bên em thì cho em xin địa chỉ luôn nha mọi người nha. Ok, rồi chốt cho chị Anh Thi mã này luôn nha. Anh Thi C14 comment địa chỉ giáp sáp nha. Chúc cho lấy áo ra coi hả? Dạ, cái áo này như thế này nè. Đó, cái áo là cái form đó. Em lấy cái áo ra cho mọi người xem. Đây, cái áo là cái form này như thế này mọi người nha. Áo là cái form bèo nhúng ở phía trước, ở phía dưới như thế này. Cái áo form ngắn ngắn, crop top rất là xinh nha. Rồi chúc cho chị Nguyễn Thị Diệu Hiền C14. Chúc cho chị Anh Thi C14 nè, comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Ai chưa có địa chỉ thì comment giúp shop nha. Chúc cho chị Tung Trần mã C14. Chúc cho chị Thu Hồng mã C14, comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Rồi nhanh tay C14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Giờ này là hết mini game, mọi người đừng cập về mini game nữa nha. Xong mini game rồi nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với chương trình săn combo 99.000 siêu hot hôm nay nha. Rồi C14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và sắp sẽ qua mẫu trong 30 giây nữa thôi nha. Qua mẫu thì mẫu này sẽ trở về giá 250.000. Nhớ là các chị nào đặt được 2 bộ bất kỳ trong livestream giá sẽ là 99.000 mỗi bộ nha. Còn nếu kết thúc live mình chỉ lấy một bộ thôi thì giá là 129.000 mọi người nha. Kết thúc live mình cương quyết đặt được một bộ thôi thì giá là 129 mọi người nha. Chào Linh Huỳnh nha. Rồi mã này là C14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. Rồi chúc cho Nguyễn Thanh Tùng C14 ok mình comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chúc cho chị Ngọc Huyền C14 comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Nhớ là C14 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop nha. C14 là mã của bộ này nha. Bây giờ chúng ta sắp qua C15 rồi, nhanh tay nào mọi người ơi. C15 sắp qua rồi và C14 chỉ còn 10 giây cuối cùng nha. C14 chúng ta chỉ còn 10 giây cuối cùng, C15 chuẩn bị là một siêu phẩm nha. Cứ càng về sau là siêu phẩm sẽ được giữ lại cho mọi người gia chị Diệu Hiền. Chị chỉ cần comment một lần địa chỉ là em thấy rồi chị Diệu Hiền ơi, em có địa chỉ của chị đâu nha. Chị chỉ cần comment một lần là em thấy rồi chị Diệu Hiền nha. Lúc em lựa một cái rồi đúng không? Lúc nãy á hả? Quỳnh Như lúc nãy được một bộ có rồi, có rồi chị. Ok Quỳnh Như lúc nãy em được một bộ rồi nha. Lại trước em có rồi, Quỳnh Như chọn thêm một bộ nữa em nha. Bây giờ mình sẽ đến với C15 ngay bây giờ luôn mọi người nha. C15 là nhanh tay đặt nha, tại vì hàng số lượng còn rất là ít và rất là đẹp luôn. Rồi đây là C15 đây, siêu xuất sắc luôn nha. C15 là sự phối hợp của một chiếc áo mà có phần yếm với trong siêu xinh như thế này, với một chiếc chanh váy nha, với một chiếc chanh váy trời trong cái xéo này nữa. Trong cái xéo này là hàng độc quyền bên shop mọi người nha. Chanh váy mọi người có thấy cái xéo xẻ tà này không? Xéo tà như thế này nè, rất là xinh nha. Cái vải này mọi người mua về cái bộ này mà vải xấu trả lại cho shop nha. Cái vải siêu đẹp luôn. Đây là C16 mọi người nha. Thủy ơi, các chị và các bạn ơi, combo mà em đang mặc rất là xinh. Các chị và các bạn ơi, rất là dễ kết hợp luôn. C15 C15 combo C15 đây. Em đang mặc thực sự rất là xinh, rất là dễ kết hợp đồ ạ. Một chiếc áo, đây một chiếc áo phối hợp với trễ vai, kiểu trễ vai rất là đẹp luôn ạ. Và cái đi kèm với đó là một cái chân vải quần. Chân vải này là chân vải quần nha các chị và các bạn ơi. Đây đằng sau là quần các chị và các bạn nha. Quần nhưng mà giả chân vải rất là đẹp ạ. Và mình có cái tà chéo này giúp cho các chị và các bạn trông rất là cao ạ. Đúng rồi. Trông mình rất là thon và rất là cao luôn ạ. Đúng rồi. Còn các chị và các bạn nào chốt nguyên combo này chỉ có 99.000. Áp dụng khi các chị và các bạn mua 2 combo bất kỳ thì mỗi combo sẽ có giá 99.000. Còn nếu kết thúc live các chị và các bạn chỉ chọn một combo duy nhất thì 129.000 ạ. Đúng và rồi. Các chị và các bạn nào chốt thì chốt giúp em mã là C15 kèm số điện thoại và kèm địa chỉ giúp em. Dạ. Nếu các chị và các bạn nào có địa chỉ rồi thì không cần cho địa chỉ. Đúng lại. Rồi. Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền ơi, set cái C14 vừa rồi 54kg mặc được chị nha. Chị nào dưới 55kg vô tư đặt nha. Và bộ này cũng vậy, dưới 55kg vô tư đặt nha. C15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc cho Ngọc Trâm C15 ok, Ngọc Trâm có địa chỉ chưa? Rồi Ngọc Trâm comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Nguyễn Hiền C15 và ok chị Nguyễn Hiền nha. Chúc cho Hiền Minh C15, Hiền Minh em có địa chỉ bên của mình rồi nha. Chúc cho chị Nguyễn Luyến C15 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho Tôn Nữ Thùy Nhi C15 comment địa chỉ giúp shop nha. C15 xuất sắc quá các chị ơi. C15 sự phối hợp của cái trên cái áo mà nó có cái phần yếm trong nhìn rất là xinh đó. Cái phần tay nè, tay khoét nhẹ như thế này nhìn rất là xinh luôn. Nữ tính nè, đó nữ tính nhưng thanh lịch, đó là cái phong cách của cái bộ đồ này nha. Chiếc váy này rất là đẹp, vải siêu đẹp mọi người không? Có thể là mọi người nhìn qua đây thôi nhưng mà trời ơi, sắp không biết cái gì tại cái sự độ đẹp của cái chiếc vải này như thế nào luôn á. Vải mềm ơi là mềm mà nó khoáng á, mặt nó mát, nó thoải mái lắm chứ nó không có cứng gì hết á. Rồi chúc với chị trang phục Phong Châu cho em địa chỉ nha, chưa có địa chỉ nha. Chị Ngọc Trâm ơi, cho em địa chỉ trang phục Phong Châu, nãy cho em địa chỉ rồi. Bình Dương ship 30-35 các chị và các bạn ạ. Nguyễn Thị Diệu Hiền. Dạ rồi em chốt cho chị Nguyễn Thị Diệu Hiền. Thủy Lùng kê. Ok Thủy Lùng nha. Em đặt 2 combo rồi đó chị. Ok Ngọc Trâm nha. Ngọc Trâm ơi, Ngọc Trâm chưa cho mình địa chỉ à. Ninh Hòa ship bao nhiêu ạ?
mọi người ơi, nói chung là ngoại thành là mình ship từ 20, ở từ 30 tới 35 các chị và các bạn nha. Ở tỉnh thì cứ là 30 tới 35 các chị và các bạn nha, em ship theo bưu điện. Rồi, mã là C15 mọi người nha. Ai còn muốn sở hữu C15 nữa thì nhanh tay comment giúp shop là C15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ mọi người nha. Và ở tỉnh thì ship 30-35 ngàn nha. Dạ ok chị Phong Châu nha, em chúc cho chị rồi nha. Chị Phong Châu nha. Rồi, chị Trạc Sinh, ok Trạc Sinh có địa chỉ luôn rồi phải không? Trạc Sinh có địa chỉ chưa? Dạ chúc cho chị Nghi Hân Phạm mã C15, ok chị Nghi Hân. Nghi Hân Phạm comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Trạc Sinh rồi nha. Trạc Sinh comment địa chỉ giúp shop nha. Ngọc Trâm comment địa chỉ giúp shop. Trạc Sinh comment địa chỉ giúp shop nha. Chị nào chưa có địa chỉ thì nhanh tay comment nha. Tại vì shop chị bán cho chị nào đầy đủ thông tin có số điện thoại địa chỉ nha. Hàng này shop bán giá rất là sốc. Mọi người sẽ không đi đâu mà tìm được một cái giá sốc như vậy mà hàng đẹp như thế này nha mọi người nha. Vải rất là đẹp nha. Hàng bên shop là siêu đẹp luôn đó. Đó, mọi người có thể thấy được cái form thật và cái vải thật cũng như là cái kiểu dáng mà shop đang sâu như thế này thì quá tuyệt vời đúng không? Rồi C15 nha, 30 đường số 8. Ok Ngọc Trâm có địa chỉ rồi mà. Ok Ngọc Trâm sắp cảm ơn nha. Lúc nãy có luôn rồi. Rồi, C15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị nha. Còn ai muốn sở hữu nữa 10 giây nữa chúng ta qua mẫu rồi nha. 10 giây nữa em qua mẫu à. Và mình sẽ không có giá là 99 ngàn mỗi combo nữa nếu như qua mẫu các chị và các bạn ơi. Nên mình tranh thủ đặt C15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Các chị và các bạn nhớ mua 2 combo bất kỳ được 99 ngàn mỗi combo nha các chị và các bạn nha. Còn nếu kết thúc like chị, các chị và các bạn chỉ được một combo duy nhất thì 129 ngàn. Rồi bạn nào chị nào chốt C15 nữa có thể chốt cho em à. C15 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Đúng rồi. Mấy ngày nhận được chị Hồ Dung ơi, chị ở tỉnh nào? Từ 3 đến 6 à. Từ 3 đến 6 ngày à. Ở tỉnh thì mình từ 3 đến 6 ngày các chị và các bạn nha. Ở các tỉnh thành phố thì từ 3 đến 6 ngày nha. Dạ ok, mình thấy địa chỉ cũng thật Nghi Hân Phạm rồi à. Ok, bây giờ mình tiếp tục chuyển mã là C16 đúng không? C16 sắp được lên rồi nha. C16 sẽ chuẩn bị, C16 mọi người ơi chuẩn bị xem tiếp siêu phẩm nè. C16 cực kỳ xinh luôn, cực kỳ xinh luôn. Hôm nay toàn là mã hàng xinh không à? Mã nào cũng đẹp, mã nào cũng xuất sắc hết. Bây giờ chúng ta đến với C16 nha. C16 được lên cho mọi người, trời ơi quá xuất sắc. C16 là sự phối hợp của cái chân váy như thế này. Đó, cái chân váy này, chân váy kìa. Nhìn váy body nó có phần đan dây như thế này, màu xanh rêu là một trong những cái màu mà gọi là phối đồ rất là dễ luôn. Và nó cũng là một trong những cái tông màu cơ bản và cực dễ phối đồ cũng như là không bao giờ lỗi mốt đối với màu xanh rêu mọi người nha. Nên trong tủ đồ của mình đừng chỉ có đen và trắng, cũng phải nên bổ sung cái màu như là xanh rêu như thế này đó. Xanh rêu này rất là lạ và không bao giờ lỗi mốt nha mọi người nha. Mình phối hợp với một chiếc áo ren có cái phần khoét vai nhẹ như thế này, trông mình rất là tiểu thư nhưng mà rất là sang chảnh nha. Thủy mặc bộ này nhìn xinh quá. Rồi Thủy giới thiệu cái cảm giác mà Thủy mặc bộ này như thế nào cho các chị và các bạn xem nha. Mọi người ơi, đây là C bao nhiêu? Trời ơi, đây là C16 nha mọi người ơi. Mặc cái này lên rất là thoải mái luôn nha mọi người nha. Đây là một chiếc áo form nha mọi người nha. Và phải ren nha mọi người nha. Phải ren rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Và phối hợp với lại một chiếc váy, một chiếc chân váy body nha mọi người. Rất là đẹp luôn, đan dây nha mọi người nha. Chân váy đan dây body rất là đẹp luôn nha. Đây là C16 nha. Đúng rồi. Rồi mọi người ơi, mua 3 bộ trở lên thì 99 ngàn mỗi bộ nha. Nói chung từ bộ thứ 2 trở lên thì 99 ngàn một bộ nha. Bộ này là C16 mọi người nha. Nhanh tay comment giúp shop C16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Linh Huỳnh ơi, C16 thì em vừa áo nhưng mà váy em không có vừa rồi. Linh Huỳnh ơi, em chọn váy khác đi bé ơi. Linh Huỳnh, áo em vừa nhưng váy em không vừa nha. Rồi chúc cho chị Vân nha, chị Kiên Vân C16, ok chị comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chúc cho Lê Diệu Linh C16 comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chúc cho chị Malia C16 comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc các chị Thu Hình C16 comment địa chỉ giúp shop nha. Rồi mọi người comment theo đúng cú pháp giúp shop nha. C16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop luôn nha mọi người nha. Nói chung là hàng đi mỗi ngày nó hơi bị nhiều nên là các chị và các bạn hãy giúp shop nhiệt tình. Khi mà đã đặt hàng thì hãy nhiệt tình cho shop địa chỉ và số điện thoại luôn cho shop dễ gửi hàng mọi người nha. Rồi mua cùng cho đỡ tiền ship đi. Chị Thúy Lùng ơi thì chị cứ đặt 2 bộ trở lên là đỡ tiền ship rồi. Nói chung là mình đặt từ hai bộ trở lên là thứ nhất là còn được bán mua với giá 99 ngàn cực kỳ sốc. Thứ hai là ship chỉ có 30-35 ngàn. Nói chung là vô tư cho một bộ đồ như thế này. Một bộ đồ như thế này mà mọi người nghĩ coi chưa tới 200 ngàn. Mọi người 99 x 2 là chưa tới 200 ngàn.
mọi người có được hai bộ đồ là tôi bọt bốn món đồ là gồm hai cái áo hai cái váy, mọi người phối được rất là nhiều kiểu luôn, thì không có ở đâu mà mua mà lợi bằng ở mua ở siêu shop hết, mua rất là lợi luôn. Rồi mua ba bộ, mọi người shop không có free ship mọi người nha, không có free ship nha, tức là mua bao nhiêu bộ thì cũng tính ship nha mọi người nha, tức là ship là rất là rẻ mà phí ship thì bưu điện là chỉ có 30-35 ngàn nha, nên là dù có ba bộ hay năm bộ thì cũng không có phải là free ship đâu, tại vì giá này là giá chị bán sale trong live, chị bán trong thời gian live stream diễn ra mới bán cái giá như thế này nha. Rồi shop tiếp tục chốt hàng cho các chị đây. Chúc cho Lê Diệu Linh C16 rồi nha. Rồi chúc tiếp cho chị nào ở đây. Chúc cho Thủy Lùng C13 và C15 ok rồi nha. Thủy Lùng nha, chúc cho chị Thiếu Ninh C16 nha. Chúc cho chị Hiền Minh C16 nè. Rồi chị nào đặt C16 nữa. Rồi chúc cho chị Kiên Hưu Nguyễn C16 ok nha. Cần chị không thấy. Dạ chị cần Bùi Thu ơi, em nãy giờ em mới thấy comment của chị nè. Chị nào bị ẩn thì comment lại giúp em nha. Chúc Ngân Ngọc Hân Cute Bé C16. Ngọc Hân của tí bé comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Mọi người comment giúp shop số điện thoại và địa chỉ nếu mình sở hữu combo này với giá 99.000 áp dụng khi mình chọn được hai bộ bất kỳ trong live nha. Kết thúc live mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 mọi người nha. Các chị và các bạn comment C16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu các chị và các bạn lấy combo C16 như Thủy đang mang các chị và các bạn nha. Chị comment cho em C16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ chị 99.000 combo này và áp dụng khi các chị và các bạn mua hai combo bất kỳ trong la như các chị và các bạn ơi. Rồi C16 xong chưa mọi người ơi? Ok, cảm ơn Hoàng Trần nha. C16 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Và bây giờ shop sẽ chuyển mẫu luôn nha. C17 sẽ được lên hàng lên rất là nhanh hôm nay. Và đây là livestream cuối cùng của shop luôn nha mọi người nha. Đây là livestream cuối cùng rồi nên là tranh thủ đặt hàng mọi người nha. Đây là livestream cuối cùng rồi nên các chị và các bạn nào chưa đặt thì tranh thủ đặt hàng nha. Livestream cuối cùng của ngày hôm nay. Để em xem thêm mẫu nữa. Ngọc Hân của tê bé ơi, em cầm mang số điện thoại địa chỉ, sau đó mình cứ xem thêm mẫu nữa thoải mái nha. Nhớ là đặt hàng bộ đầu tiên là mình cho shop số điện thoại địa chỉ để sắp lưu lại hàng của mình liền nha, chứ không có số điện thoại địa chỉ là sắp sẽ không có chiều hàng cho mình nha. Rồi C17 giới thiệu cho các chị đi không ơi. Các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn đến với C17, một chiếc áo sơ mi xanh phổ trắng rất là xinh và đi kèm với đó là một cái chân vải kem và có lót quần bên trong các chị và các bạn nha. Chân vải kem có lót quần bên trong nha, nguyên một combo như em đang mặc đây ạ. Một cái áo sơ mi xanh có khoen ở sau và một chân vải kem như vậy sẽ có giá là 99.000, nguyên combo là 99.000, áp dụng cho các chị và các bạn mua hai combo bất kỳ, mỗi combo sẽ có giá 99.000. Và các chị và các bạn ơi, combo này dưới 55 kg mình vừa C17 đúng không ạ? C17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để chốt combo này dưới 55 kg mình vừa. 57 kg chị ơi, 57 kg thì mình chọn combo khác à? 57 kg em sợ combo mình không vừa đâu à? Cho em xem thêm mẫu nữa, ok Ngọc Hân của tay bé nha. Chị Nguyễn Thị Diệu Hiền, em chốt cho chị Nguyễn Thị Diệu Hiền thêm combo C17 nữa à. Rồi các chị và các bạn comment C17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu chốt combo em đang mặc nha. Rất là xinh à. Em chốt cho Nguyễn Thị Diệu Hiền C17. Ủa không có hiện trong đây hả? Comment rồi. Ok các chị và các bạn nha, comment C17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ các chị và các bạn ơi. Nếu bên em có ẩn comment, em không đọc tên các chị để chốt hàng được thì các chị nhớ comment lại giúp em nha. Chị ơi bộ này nữa em đổi váy này được không? Chị ơi bộ của em đổi váy này đi được không? Phương Vy ơi, không Phương Vy ơi, tại vì đổi thì rất là dễ lộn Phương Vy nha. Đổi thì rất là dễ lộn luôn Phương Vy ơi. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nào chốt thì nhanh tay chốt nha. Comment C17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Comment C17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. Ôi các chị và các bạn, em chốt cho chị Thùy Linh nè, Thùy Linh cho em địa chỉ à. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment cho em C17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu chốt rồi em đang mặc nha. Xong chưa mọi người ơi? Ok ok nha. Rồi cảm ơn nha, cảm ơn Thùy Linh nha. Ok sắp thay địa chỉ của mình rồi nha. Bây giờ mình sẽ đến với C10 máy đây, C18 nha. Và hàng đây là livestream cuối cùng của ngày rồi, chị nào bạn nào chưa đặt được thì tranh thủ đặt nha. Và sắp chị bán giá này trong khi livestream diễn ra nha. Sau livestream thì mọi người vui lòng mua giúp sắp với giá 250.000 nha mọi người nha. Hàng rất là đẹp, đợt này hàng về vải tuyệt vời lắm. Rồi mặc vô nhìn thoải mái lắm, mặc vào nhìn cái cảm giác rất là thoải mái mọi người ơi. Ok chúc các chị Lê Hải Hà C17, em cảm ơn chị, địa chỉ rất là đầy đủ nha. Rồi C17 nhanh tay nha. Và nhớ là kết thúc livestream mình chỉ lấy một bộ giá là 129.000 nha. Kết thúc livestream mình lấy được hai bộ bất kỳ, giá sẽ là 99.000 mỗi bộ nha. Bộ này 54 kg em ba vừa luôn ạ. 54
25 kỷ em ba vừa luôn các chị nha. Dưới 25 kỷ là mình ba vừa luôn à. Rồi các chị và các bạn nào chốt thì mình cứ chốt nha. C17 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển C18 trong 5 giây cuối cùng nha mọi người nha. C18 sẽ được lên trong 5 giây cuối cùng. Và các chị và các bạn nào muốn đặt muốn được giá 99.000 thì mình cố gắng chọn từ bộ thứ hai trở lên nha. Từ hai bộ trở lên giá sẽ là 99.000 một bộ nha. Bây giờ mình sẽ chuyển mẫu đây. Đây tiếp tục là C18. C18 là sự phối hợp của một chiếc áo cổ V với một chiếc váy đen có khoen như thế này, siêu xinh như thế này. C17 chúc lên cho chị Dung Mai nha. Dạ em chúc cho chị Dung Mai nha. Chị Dung Mai comment địa chỉ giúp shop luôn chị Dung Mai nha. 41kg là vô tư vừa mi nguyện ơi. 41kg là mặc rất là đẹp nha. Nói chung là ai càng ốm thì mặc càng đẹp nha mọi người nha. Càng ốm thì mặc càng xinh, càng ốm mặc càng đẹp. Mọi người cứ vô tư nha. Cứ yên tâm, hoàn toàn yên tâm nha. Càng ốm là mặc càng đẹp nha. Rồi đây là C18 mọi người nha. Rồi chị Dung Mai cho sắp địa chỉ luôn nha. Cái hồi chiều chốt mình chưa bạn? Tiên Lê hả? Chị Tiên Lê hồi chiều em có đọc tên cho chị, em chốt rồi chị Tiên Lê nha. Chị Tiên Lê cố gắng chọn thêm một bộ nữa chị nha. Các chị nào mới chọn được một bộ thì tranh thủ chọn thêm trong cái livestream này một bộ nữa nha. Đây là livestream cuối cùng của ngày hôm nay rồi, các chị tranh thủ đặt nha. Tại vì lát sẽ không có like nữa nha mọi người nha. Đây là bộ C18, sự phối hợp của một chiếc áo cổ V khoen sâu. Quay phía sau cho các chị xem nào. Đó, đúng đó, cái khoen rất là xinh như thế này, cổ V sẽ nhìn rất là thanh lịch nha. Và mình phối hợp với một chiếc chân váy body có cái khoen hàng vải đẹp lắm mọi người ơi. Cái váy này nó co giãn thoải mái nè, còn cái áo này cái vải nó mềm ơi là mềm, nó thấm hút mồ hôi siêu mát luôn á. Rồi cái bộ này là C18 nha, 51kg vừa nha Ngọc Trâm nha. Bộ này 51kg vô tư nha. Mua áo không cũng 99.000 nha Lý Carat nha. Mua áo không thì 99.000. Mua combo sẽ mua một combo thì giá là 129.000. Mua hai combo bất kỳ trở lên giá là 99.000 mỗi bộ mọi người nha. C18 nha. Phải kêu C18. C18 nha chị và các bạn ơi, đây là mẫu C18 nha mọi người nha. Đây là một chiếc áo sơ mi có cổ khoen đằng sau và một chiếc chân váy nha mọi người nha. Có khoen ở đây rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Chân váy body nha mọi người nha, mặc sẽ rất là tôn dáng mọi người, rất là đẹp luôn nha. Đúng rồi, co giãn nha mọi người nha, co giãn rất là thoải mái luôn nha mọi người nha. C18 nha mọi người nha. Đúng rồi, C18 là mã của bộ thủy đang mang nha. C18 để sở hữu combo này. Dạ chúc các chị Tâm Thanh C18 ok chị nha. Comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chúc các chị Ngọc Huyền C18 comment địa chỉ giúp shop nha. C18 là mã của thủy đang mang nha. Và chúng ta chỉ còn 30 giây nữa để qua C18. Và hết C18 mà qua mẫu là sẽ trở về giá gốc là bao nhiêu mọi người ơi? 250.000 nha. Mỗi bộ như thế này sẽ có giá là 250.000 một bộ. Và sắp chị bán giá 99.000 trong thời gian livestream diễn ra nha. Kính có bán nha Phương Vy nha. Kính là 79.000 nha. Nón là 99.000 em nha. Đó, 54kg vừa không hả chị? C18 C18 54kg hả? 54kg không có vừa bộ này đâu Diệu Hiền ơi. 54kg không có vừa bộ này nha. Bộ nào vừa thì sắp sẽ báo nha. Rồi ok, chúc chị Hồ Thiên Lý C18 comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Rồi nhanh tay C18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ đi mọi người ơi. C18 kèm số điện thoại kèm địa chỉ để sở hữu combo quá hot như thế này nha. Và chúng ta chỉ còn bao nhiêu? Chỉ còn 10 giây để đặt bộ C18 này nha mọi người nha. Và đây là livestream cuối cùng của ngày hôm nay. Các chị nào chưa đặt thì tranh thủ đặt nha. Tí không có like nha Hằng Trần nha. Đây là livestream cuối cùng rồi nha. C18 là mã thủy đang mang nha. Rồi chúng ta chuẩn bị qua C19. 10 giây cuối cùng để đặt bộ C18 nha. Hàng siêu đẹp. Cái vải đợt này về là ưng ơi là ưng luôn. Rồi chúng ta qua C19 nha. Chị Hồ Thiên Lý cho sắp địa chỉ luôn nha. Chúng ta đến với C19 nha các chị và các bạn ơi. Các chị và các bạn ơi, C19 như em đang mang đây là sự kết hợp của một chiếc áo sơ mi trắng sọc đen và đi kèm với đó là một chiếc chân váy hồng đuôi cá. Chân váy hồng đuôi cá rất là xinh. Chị Hồ Thiên Lý còn C17 không? Đưa hồi nãy chị có cầm mang lại luôn cho em địa chỉ và số điện thoại ạ. Cho em địa chỉ và số điện thoại ạ. Cứ xong là em sẽ chốt cho chị đủ mã. Rồi các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn một combo như vậy chỉ có giá 99.000 thôi ạ. Từ 250.000 còn 99.000. Và các chị và các bạn nhớ mua hai combo bất kỳ trong la để mình được giá 99.000 mỗi combo. Và các chị và các bạn nếu kết thúc live chỉ lấy một combo duy nhất để có giá 129.000 ạ. Rồi các chị và các bạn ơi, nhanh tay comment cho em C18 kèm C19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Đúng rồi, C19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Dạ bạn không đi. Bạn không không ạ. Áo bán không đi ạ. Phương Vy ơi, nếu như áo bán không là 99.000 nha Phương Vy ơi. Rồi Dung Mai, Phương Vy nếu mà lấy áo thì comment áo kèm số điện thoại nha.
lấy set thân ok Quỳnh Như, Dung Mai, Quỳnh Như vậy là đủ hai set của Quỳnh Như rồi. Dung Mai ok, Dung Mai nha, có view trước rồi. Chị Dung Mai, em cảm ơn chị Dung Mai em cảm ơn Quỳnh Như nha. An An, An An ơi cho mình địa chỉ luôn nha, cho em địa chỉ luôn C1954 Kỹ Vườn không à? Năm C1954 Kỹ Vườn không à? Đây C19 nè. C19 này à. Diệu Hiền ơi. Diệu Hiền ơi, C19 á mẫu nào vừa thì sắp sẽ nói cho mình nha. Mẫu này thì 51, tại vì biết sao? 54 kg mặt thì cũng được nhưng mà nó hơi kích xíu á thì nó không sẽ không có thoải mái bằng. Nên là Diệu Hiền chọn bộ khác nha. Bộ nào mà được thì sắp sẽ báo cho Diệu Hiền nha. C19 ok, chúc cho Phương Vi C19 nha. Chúc cho Quỳnh Như C19 nha. Ok, chúc cho An An C19 nha. Rồi chúc cho chị Dung Mai C19 chị nha. Em cảm ơn chị ạ. Hồ Thiên Lý, dạ Hồ Thiên Lý cho sắp địa chỉ số điện thoại nha. Sắp chốt cho Hồ Thiên Lý C17 và C10 C bao nhiêu? Và C18 rồi ạ. Chị Hồ Thiên Lý comment số điện thoại địa chỉ sắp nha. 45 kg là cỡ bé hơn á Phương Vy. Em mặc đẹp nha em nha. 45 kg là cỡ bé hơn nha. Phương Vy ơi cỡ mình nha. Phương Vy là cỡ mình rồi. Hơn cũng 45 kg nha các chị và các bạn. Nếu mà các chị và các bạn chốt C19 thì comment C19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Ở trong kia chị, ở trong kia có một cái ấy. Các chị và các bạn ơi comment C19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp em nha. C19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Rồi các chị và các bạn nào chốt thì mình cho 10 chốt luôn các chị và các bạn nha. 10 giây em sẽ qua mẫu, 10 giây cuối để mọi người đặt hàng ạ. Đặt mã sản phẩm này ạ, C19 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Rất là xinh các chị và các bạn ơi. Cái mã này rất là xinh luôn. Đây một cái chân vẫy đuôi cá và một chiếc áo trắng sọc đen có họa tiết ở trên rất là xinh ạ. Rồi bây giờ 10 giây cuối cùng để qua C20 mọi người nha. C19 bây giờ mình sẽ qua C20 nha. C20 C của Hân của Thủy là C20 đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua C20 mọi người nha. C20 là sự kết hợp của một chiếc quần và một chiếc áo nha. Giới thiệu các chị và các bạn ơi, C20 là sự kết hợp của cái quần và cái áo các chị và các bạn nha. Một cái áo thun rất là xinh, in hình, in chữ và có tay dài, form crop top đi kèm với một cái chân vẩy quần có nút rất là đẹp ạ. Nguyên một combo như vậy từ 250.000 bây giờ shop chỉ bán với giá 99.000 và áp dụng khi mua hai combo bất kỳ trong line. Mỗi combo sẽ có giá 99.000. Còn nếu kết thúc live các chị chỉ lấy một combo thôi thì bên em sẽ có giá là 129.000. Các chị nào chốt combo Thủy đang mặc thì comment giúp em mã là C20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ ạ. Ok. Và các chị và các bạn ơi, các chị và các bạn nào nãy giờ có chút hàng bên em rồi mà chưa cho địa chỉ thì cho giúp em địa chỉ ạ. Ok, mã của Thủy đang mang là C20 nha. C20 là cái form áo crop top nè, mọi người có thể sơ pin hoặc là thả ra đó, cái form áo crop top nha. C20 là form áo crop top tay dài rất là xinh nha. Phối hợp chân vẩy 4 nút như thế này, chân vẩy là có quần đùi trong mọi người nha, chân vẩy có quần đùi trong nha. Đó, chân vẩy quần 4 nút mọi người thay đắp chéo lên nè. Đó, rất là thoải mái nha. Rồi comment giúp shop C20. C20 nha các chị và các bạn ơi, đây là mẫu C20 nha. Một chiếc áo tay dài kiểu crop top rất là dễ thương luôn nha. Màu đen rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Kết hợp với lại một cái chân váy quần nha mọi người nha. Chân váy quần có bốn cái nút combo này. Bốn cái nút như thế này rất là đẹp luôn các chị ơi. Rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Và hai cái rồi chúng em nha. Chúc cho chị Diệp Linh nha, chị ơi cho em xin địa chỉ luôn chị nha. Ok, chúc cho chị Diệp Linh C20 nè, chúc cho chị Dương Mã Thanh C20 nha. Ok chị, hai chị em có địa chỉ của mình rồi nha. Còn nữa không chị? Sắp chỉ còn 4 mã hàng trong hôm nay, các chị nào chưa đặt thì tranh thủ đặt nha. Sắp chỉ còn 4 mã hàng trong hôm nay thôi nha. Nói con vừa luôn đi cho Nguyễn Thị Diệu Huyền. À nói vừa không đi cho biết hả? Sao? Chị Diệu Huyền ơi, cái bộ này vừa nha chị nha. 54 kg chị, bộ này chị vừa nha. Bộ nào mà vừa em sẽ nói nha, bộ này vừa với chị nha. Chúc cho anh Phan Thanh C20. Ok anh Phan Thanh, đây là mã thứ hai của mình, sắp có địa chỉ rồi nha. Rồi C20 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sắp nha. Và sắp chỉ còn 4 mã hàng trong buổi livestream này. Chị nào bạn nào chưa đặt được thì tranh thủ đặt nha. C20 nha các chị ơi, ai đặt mẫu này thì hãy comment cho em là C20 và số điện thoại cho chị nha. Rất là đẹp luôn các chị nha. Yeah. Dạ ok Hồ Thiên Lý, em chúc cho mình C18 và C20 rồi nha. Rồi cảm ơn Hồ Thiên Lý, địa chỉ rất là rõ ràng. Và C20 chúng ta chỉ còn 30 giây nữa nha. Và chúng ta chỉ còn 4 mã hàng trong livestream hôm nay. Chị nào chưa đặt thì tranh thủ đặt nha. Dạ chúc cho Nguyễn Thị Diệu Hiền C20 nha. Bộ này thì 54 kg mặc được nha. Tại cái áo phong rất tốt, mặc rất là thoải mái nha. Diệu Hiền có địa chỉ đúng không? Rồi xong chưa mọi người ơi, C20 2 mét ước nha. Giờ em mới đi làm về hả em? Dạ ok, cảm ơn chị.
biển số xe, giờ là biển số xe nữa, C20. C20 các chị ơi, C20 nha chị nha. Rất là đẹp luôn các chị ơi, rất là đẹp luôn nha. Ai đặt mẫu này thì hãy comment cho em là C20 các chị nha. C20 và số điện thoại nha chị nha, rất là đẹp các chị nha. Rồi C20 là mã của Thủy đang mang qua. Và chúng ta chỉ còn 4 mã hàng trong chương trình livestream này. Chị nào bạn nào chưa đặt thì tranh thủ đặt hàng nha. Và C21 sẽ được lên trong 10 giây nữa nha. C21 sẽ được lên mã trong 10 giây nữa. Chị nào bạn nào chưa đặt được bộ nào thì cứ vào, mình có vào trễ thì mình cứ đặt ha. Sau livestream mình có thể xem lại live. Đơn bộ nào mình chụp lại màn hình inbox cho shop thì vẫn được tính với, vẫn được tính giá 99.000 mỗi bộ nha, nếu mình chọn được hai bộ bất kỳ mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua C21 trong 10 giây nữa nha. C21 rất là xinh luôn. C21 là sự kết hợp của một chiếc áo trẻ vai rất là xinh và một chiếc chanh váy đuôi cá, mọi người cùng chờ đón xem nha. C21 sẽ được ra trong 5 giây nữa nha, mọi người đợi một tí nha. 5 giây nữa chúng ta sẽ cùng xuất hiện siêu phẩm C21 và chúng ta chỉ còn 4 mã hàng cuối cùng nha. 5 giây đủ rồi, đủ 5 giây rồi bạn. À, nguyên set ha chị, đúng rồi. À, chị Thanh Trang ơi, nguyên set là 99.000. Và các chị nhớ mua hai combo bất kỳ điểm, hai set bất kỳ để mình có giá 99.000 mỗi set à. Còn nếu như kết thúc live các chị chỉ chốt được một set duy nhất thì em sẽ có giá là, bên mình sẽ có giá là 129.000 à. Một combo các chị nha. Rồi các chị ơi, nhanh tay comment, nhanh tay đặt cái mã hàng mà em đang mang, rất là xinh các chị và các bạn ơi. Nguyên một chiếc áo sơ mi cam trễ vai đi kèm với một cái chân váy quần chéo các chị nha. Đây, đuôi cá rất là đẹp nha, chân váy quần đuôi cá. Kiểu này là chân váy quần có quần bên trong các chị và các bạn nha. Nguyên một combo như vậy từ 250.000. Bây giờ em bán chỉ còn 99.000 nguyên combo nha. Nguyên combo chỉ 99.000. Chị và các bạn nào chốt thì nhanh tay chốt giúp em mã là C21 kèm số điện thoại, kèm địa chỉ, nhớ mua hai bộ bất kỳ để mình có giá 99.000 các chị nha. Rồi ok mỗi nha. Mỗi combo, hai combo bất kỳ để có giá 99.000 mỗi combo nha. Rồi chúc cho chị Phạm Tú C21 ok chị Phạm Tú nha. Chị Phạm Tú đây là mã hàng thứ hai của mình nha. Chúc chị Lệ Nguyễn C21 ok đây cũng là mã hàng thứ hai của mình. Rồi nhanh tay đặt mã hàng thứ hai đi mọi người ơi. Nhớ là hai bộ bất kỳ sẽ có giá là 99.000 mỗi bộ nha. Kết thúc livestream mình chị lấy một bộ giá là 129.000 nha. Dạ chúc cho chị Sam C21 nha. Ok chúc cho chị Tiên Lê C21 nhanh tay các chị ơi, sắp chỉ còn 4 mã hàng cuối cùng trong livestream thôi. Sắp ở Sài Gòn nha. À Sam. Dạ chị Sam cho sắp địa chỉ nha. Chị Lệ Nguyễn ok sắp có địa chỉ của mình nha. Chị Sam cho sắp địa chỉ nha. Các chị đặt hàng comment theo cú pháp mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp sắp nha. Phải có số điện thoại và địa chỉ thì sắp mới chốt được nha. Rồi còn ai chốt bộ này nữa nhanh tay comment giúp sắp C21 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và sắp chỉ còn 30 giây cho bộ này nha. Sắp ở Sài Gòn nha, ở Lê Thị Hiếu Kiên nha. Sắp ở Sài Gòn nha, sắp ship toàn quốc. Mình chỉ cần nằm ở nhà rồi mình đặt hàng thôi nha. Ship quận Bình Thạnh không ạ? À? Có nha Hiếu Kiên nha. Ship quận Bình Thạnh, nói chung ship ở đâu cũng ship nha. Shop ở quận Bình Thạnh luôn đó em. Nói chung ship ở đâu cũng ship hết á. Rồi Hiếu Kiên cứ đặt hàng nha. Và bạn nào chị nào mà chưa kịp mới vào á, giờ mình mới vào xem á, thì mình cứ đặt hàng sau livestream, sau khi tắt like thì mọi người cứ xem lại, ưng bộ nào thì chụp lại cho shop nha. Đó nên là chị nào được vào sau thì vẫn cứ chọn cho mình một bộ, sau livestream mình xem mình chọn một bộ nữa vẫn được nha. Chúc chị Thùy Nhung C21 nha. Rồi chị Thùy Nhung cho em địa chỉ, chị Vân cho em địa chỉ ạ. À. Phương Vy em sợ em còn nhỏ nhưng không hợp, nên không hợp vào cái bộ này không sao đâu em ơi. Bộ này á là không có phải lớn mới mặc được đâu, bộ này kiểu công chúa em, chứ không phải là phong cách sexy cái kiểu đúng này rồi nha. Bộ này là kiểu phong cách trẻ trung mà em lo gì. Rồi chúc cho chị Kiên Vân C21 nha. Đi rồi. Rồi chúc cho chị Như Ngọc C21 ok chị Như Ngọc nha. Em chúc cho chị Diệu Hiền C21 à. Diệu Hiền ơi bộ nào không vừa, Diệu Hiền ơi bỏ bộ này đi. À Diệu Hiền ơi bộ này em sợ chị Diệu Hiền không vừa nè, nên là thôi để một xíu rồi bộ nào vừa thì mình em nói tư vấn cho chị Diệu Hiền nha. À xin chung với mấy bộ đặt hồi chiều nha. Dạ, ok ok chị Tiên Lê ạ. À Sam ok Sam ok cảm ơn chị của chị rồi ạ. À. Cảm ơn chị Tiên Lê. À chị Sam ạ. Bây giờ mình sẽ đến với xe 22 đây mọi người ơi. Và chúng ta chỉ còn 3 mã hàng cuối cùng. Chị nào mới vào thì tranh thủ đặt hàng nha, để được giá 99.000 mỗi bộ nha. Và sau livestream thì chúng ta chọn thêm một bộ nữa vẫn được nha. Nhớ là chị nào đã đặt một bộ thì sau livestream mới được chọn bộ nữa, mới được tính giá 99.000 mỗi bộ nha. Còn nếu mình không xem live thì giá sẽ là 250.000 nha. Nếu mình không xem live mình inbox shop mình đặt thì giá là 250.000 nha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua C22 nha. C22 sẽ được lên trong cái dây nữa. Rất là xinh nha. Trời ơi hàng hôm nay là tuyệt vời luôn.
đang mặc bộ này chị nha, để sẵn. C22 nha chị ơi, ai đặt mẫu này thì hãy comment giúp em là C22 một số điện thoại nha mọi người nha. Đây là một chiếc áo Hằng Lê, chị Hằng Lê ơi, chị cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn chị nha, để em ship hàng chị luôn nha chị nha. Chị comment liền giúp em nha. Đây nha mọi người nha, đây là C22 nha mọi người nha. Ai đặt mẫu này thì hãy em chốt cho chị Phạm Hường C22 luôn nha. Duy Mạc, em chốt cho Duy Mạc luôn nha. Ai đã đặt hàng bên em thì hãy cho em xin địa chỉ luôn các chị nha. Chị Huyền Phấn cho địa chỉ 4C19 hả? Chị Huyền Phấn thì địa chỉ ở trên thoại. Chị Huyền Phấn ơi, cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn nha. Chị Huyền Phấn nha, em chốt cho chị C19 nha. Hằng Lê ơi, chị ơi, chị em xin địa chỉ luôn chị nha. Ai đặt mẫu nào thì mọi người hãy comment giúp em là số điện thoại, rồi mọi người giúp em ghi địa chỉ luôn. Ghi địa chỉ luôn giúp em nha mọi người nha. Đây là C22 nha chị nha, C22 nha. Ai đặt mẫu này thì nhanh tay comment giúp em là số điện thoại và mã hàng là C22 nha mọi người nha. Rất là xinh luôn. Một chiếc áo trễ vai xanh và kết hợp với lại một tí chân váy đuôi cá màu trắng, rất là đẹp luôn các chị nha, rất là đẹp luôn nha. Ai đặt mẫu này hãy comment giúp em là C22 một số điện thoại nha mọi người nha. Đúng rồi, C22 nhanh tay mọi người ơi, C22 nha là mã của bộ này nha. Cảm ơn các chị hôm nay đặt hàng rất là nhiệt tình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và chúng ta chỉ còn 3 mã hàng thôi. Chị nào chưa đặt được thì tranh thủ đặt nha. Mình cứ đặt trong thời gian này. Sau livestream chị nào có xem live, sau livestream có thể chụp màn hình lại một bộ nữa. Vẫn được tính giá 99.000 khi mình chọn từ bộ thứ hai trở lên nha. Tức là thứ hai bộ bất kỳ là 99.000 mỗi bộ nha. Còn nếu mình lấy một bộ thôi giá là 129.000. Em chúc cho chị Thu Trương C22. Ok, cảm ơn chị Thu Trương nha. Comment địa chỉ giúp shop nha. Chúc cho chị Nguyễn Ngọc Lan C22. Ok, đây là mã hàng thứ hai của mình, sắp có địa chỉ rồi. Cảm ơn chị Ngọc Lan nha. Chúc cho Nguyễn Huy C22. Ok, đây là mã hàng thứ ba của mình rồi nha. Mọi người đặt hàng nhớ là comment giúp shop C22 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Và sau livestream á, nếu mà mình đang xem live, mình vào trễ quá, mình xem mình được có một bộ thôi, sau live á mình chụp lại màn hình một bộ nữa vẫn được tính nha mọi người nha. Còn nếu mà ai không có cái khách nào mà không có xem live, mình vào mình inbox trực tiếp cho shop thì giá sẽ là 250.000 mọi người nha. Đó, nên là ai mà xem live thì rất là được lợi luôn, tại vì shop trả công cho một người ngồi cả tiếng đồng hồ ngồi xem live cùng shop thì đương nhiên mình phải được hưởng quyền lợi hơn là những cái chị, những cái bạn mà không xem live, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ sắp chuyển qua C23 nha, 10 giây cuối cùng để đặt C22 mọi người nhé. 10 giây cuối cùng cho C22 và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua C23 ngay bây giờ. Rất là đẹp, C23 là phong cách gì đây ta? Phong cách phối hợp giữa bánh bèo, tiểu thư với lại cá tính. Đó, cái này phối hợp nhiều phong cách lắm. Nói chung đồ bên shop là thời trang ứng dụng mọi người ơi, mặc được nhiều kiểu lắm. Các chị và các bạn ơi, C23 là sự kết hợp của một chiếc áo 2 dây chấm vi vàng rất là xinh luôn ạ. Và một cái quần váy mọi người nha. Quần này mình giả váy đó mọi người ơi. Và cái combo này dành cho các chị nào và các bạn nào dưới 60 kg mình mặc cũng được nha. Rất là xinh các chị và các bạn nha. Nguyên một combo ước biết gửi hàng cho em chưa? Gửi rồi em nha. Rồi nguyên một combo này sẽ dành cho các bạn và các chị nào dưới 60 kg. Và nguyên combo này chỉ có giá 99.000 khi các chị và các bạn đặt hai combo bất kỳ trong live ạ. Hai combo bất kỳ trong live thì chỉ có giá 99.000 mỗi combo. Comment cho em mã là C23. C23 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. C23 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Rồi. Ok, chị bộ này Diệu Hiền, rồi nha. Em chúc cho chị Diệu Hiền ạ. À. Ok. Chị Diệu Hiền ơi, bộ này xinh lắm luôn á. Mi Ngô ơi, hai bộ trở lên thì mỗi bộ là 99.000. Tức là mình đặt hai bộ thì tổng là 99 nhân 2 là 198.000 nha. Còn kết thúc live mình chỉ chọn được một bộ thì giá là 129.000 nha Mi Ngô nha. Đó, sắp giải thích rõ cái giá để mọi người đỡ hiểu lầm nha. Rồi 99.000 một bộ, khi chúng ta chọn từ bộ thứ hai trở lên là một bộ nha mọi người nha. 99.000 một bộ nha, chứ không phải là 99.000 tổng hai bộ nha. Rồi bộ này là C23 nha. Comment giúp shop C23 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. C23 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Xong chưa mọi người ơi, chúc cho chị Ngọc Nhung luôn nha. Ok, chị Ngọc Nhung, đây là mã hàng thứ hai của mình luôn nha. Rồi C23 là mã của bộ này và chúng ta chỉ còn hai mã hàng nữa. Các chị nhanh tay đặt nha, hai mã hàng cuối cùng trong livestream này. Chị nào chưa đặt thì tranh thủ đặt nha, chị nào vào trễ thì cứ nhanh tay đặt nha. Và kết thúc livestream thì các chị cứ xem lại chọn thêm một bộ nữa nha. Chúc cho Trịnh Tú Trinh, dạ, chúc cho Trịnh Tú Trinh mã C23, ok em cảm ơn nha. Đây là mã thứ hai của mình luôn rồi. Nói chung chị nào đã đặt một mã rồi thì cứ comment cái mã hàng tiếp theo thì shop sẽ chốt cho mình nha. Ok chị Ngọc Minh nha, C23 cho chị Ngọc Minh, comment địa chỉ giúp shop luôn nha. Chúc cho chị Trung Trân Tài mã C23, comment địa chỉ giúp shop. Các chị
đặt hàng nhớ comment theo cú pháp C23 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha, gửi chân nào mới nhận được hàng vải sắt. Chị Tiên Lê ơi, ở tỉnh thì 3 đến 6 ngày là mình nhận nha, ở tỉnh là 3 đến 6 ngày nha. Và bây giờ chúng ta chỉ còn hai mã cuối cùng trong ngày hôm nay, các chị và các bạn nhanh tay đặt nha, hai mã cuối cùng để được bán với giá 99.000. Và sau livestream thì mọi người vui lòng mua với shop, mua giúp shop với giá là 250.000. Chị bác sĩ gì bà nội, bác sĩ chim ai nhắc dữ vậy. Rồi C23 nha mọi người nha. Rồi ai còn muốn lấy C23 nữa thì nhanh tay comment giúp shop nha. Bây giờ chúng ta sẽ còn hai mã cuối cùng, Thủy ơi lên C24 giúp shop luôn nha. Ngon cho thay một nữa. Con kéo. Ừ, hơn như một bộ nữa. Đây nha mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua ở C24 nha mọi người nha. C24 nha mọi người ơi. Một cái set đồ rất là dễ thương nha mọi người nha, rất là năng động luôn. Một cái chiếc áo thun và kết hợp với lại một cái quần sọc nha mọi người nha. Quần sọc có hai cái sọc ở bên hông này, rất là đẹp luôn nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Một cái set đồ rất là thể thao, rất là cá tính luôn nha mọi người nha, rất là năng động luôn. Ai chọn mẫu này thì mọi người ơi hãy nhanh tay và mình giúp em là C24 và số điện thoại nha mọi người nha. C24 nha mọi người nha, rất là đẹp luôn. Một chiếc áo thun kết hợp với lại một cái quần sọc rất là đẹp nha mọi người nha, rất là xinh luôn. Cái chất vải này mọi người ơi rất là thoải mái nha, co giãn nha, cơ bụng co giãn rất là thoải mái nha. Ai đặt mẫu này hãy nhanh tay gọi mình giúp em là C24 nha mọi người nha. C24 okay. Số điện thoại nha mọi người nha. C24 kèm số điện thoại kèm địa chỉ giúp shop mọi người ơi, hai mã cuối cùng sắp được lên nha. Và chúc chị Giang Huệ C24 ok chị Giang Huệ nha, comment địa chỉ giúp shop nha. Chị nào bạn nào đặt hàng nhớ comment mã hàng kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha. Chúc cho chị Nguyễn Tâm Thiện C24 comment địa chỉ luôn giúp shop nha. Rồi bạn nào chị nào đặt C24 nữa comment giúp shop nha. Chúc cho chị Hồ Thiên Lý C24 ok chị Hồ Thiên Lý nha. Rồi Hồ ok C24 quá xuất sắc này. Mọi người có quay thấy phía sau chưa? Quay phía sau cho mọi người thấy đó. Cái áo này siêu đẹp nha, và hàng này không thể bán 99.000 được, nhưng mà shop vẫn chơi luôn. Shop hôm nay shop quá máu vì các chị quá nhiệt tình, thì shop sẽ lấy những cái mã hàng cực kỳ đẹp để cho các chị được chọn nha, để cho các chị chọn nha, có nhiều sự lựa chọn nha. Cái bộ này thật ra không nằm trong chương trình 99.000 mọi người nha. Cái quần này là quần jean, quần kaki jean mọi người nha. Mọi người biết quần kaki mọi người mua giá thị trường đã bao nhiêu rồi không? Ít nhất cũng phải là 100 mấy chục ngàn đúng không? Cái áo này mua giá thị trường ít nhất cũng phải là 120.000. Mọi người thử tính cộng lại thì cái bộ này nó đã hết bao nhiêu tiền rồi? Nó hơn 250.000 là cái chắc. Nhưng mà bây giờ shop bán 99.000 là chỉ có siêu shop mới dám chơi trò này thôi. Nên là chị nào mới vào thì vào trễ thì cứ đặt ha. Tranh thủ đặt hàng sau là stream mình có thể xem lại. Rồi mình chọn thêm một bộ nữa vẫn được tính giá là 99.000 mỗi bộ mọi người nha. Ok xong chưa mọi người, hai mã cuối cùng sắp lên nha. Và đây là mã kề cuối, chúng ta chờ hơn ra nữa còn một mã nữa nha. Chị nào bạn nào chưa đặt thì tranh thủ đặt nha mọi người nha. Hai mã cuối cùng nha. Và sau livestream thì nhớ là mình mua lại giúp shop với giá là 250.000 nha mọi người nha. Mọi người ơi chờ một tí nha. Còn ai muốn đặt C24 nữa thì comment giúp shop nha. Sẽ chấm bì vàng bao nhiêu bao nhiêu mọi người ở đâu vậy? Và chị Hằng Mu ơi, mỗi set nếu mà kết thúc livestream mình chỉ lấy một set thôi, giá là 129.000 một set nha Hằng Mu nha. Còn kết thúc livestream mình chọn được hai set bất kỳ, hai set nào cũng được, hai bộ bất kỳ thì giá sẽ là 99.000 một bộ mình nha. Shop ở Sài Gòn mọi người nha. Mọi người chỉ cần nằm ở nhà đặt hàng, sau đó thì shop sẽ ship tận nơi cho mọi người nha, không cần là phải đội nắng đội mưa chạy tới shop chi đâu, tại vì hàng này là hàng thời trang ứng dụng rất là dễ mặc nha. Nói chung shop sẽ tư vấn kỹ, báo số ký cho mình nên mình cứ yên tâm nha. Bây giờ chúng ta đến với mã hàng cuối cùng trong hôm nay luôn nha. Đây là C24. Ok, chúc với Thủy Lùng tên C24 luôn nha. C24 đúng không? Rồi bây giờ chúng ta chỉ còn C24 và C25. Chị nào chưa đặt được thì nhanh tay đặt nha. Và sau livestream thì mua 250 giúp shop nha. Ship cắt nong 30 hoặc 35 ngàn nha Hằng Nguyên nha. Ship cũng cực kỳ rẻ luôn và bán giá cũng cực kỳ rẻ nha. Và chúc với chị Lê Hải Hà C24. Cảm ơn Lê Hải Hà nha. Rồi chị nào bạn nào mới được một bộ thì sau livestream có thể xem lại và chọn một bộ nữa để được tính giá 99.000 mỗi bộ nha. Và đây là C24, đây là C25. Bỏ cái kẹp cho. Cái giày vậy mình cái này nữa. Giày ngờ gì vậy cái một này. C24 và của hơn là C25 mọi người nha. Đây là hai mã hàng cuối cùng. Chị nào chưa đặt thì tranh thủ đặt nha. Và sau live thì đặt giúp shop với giá là 250.000 nha. Hàng mua nơi chấm bi em ơi, chấm bi à, nãy là em có view qua cái set chấm bi rồi đúng không? Giờ nếu mà hàng đã qua thì shop sẽ không có sâu lại được, tại vì hàng đã vào kho và đã lên đơn hết cho mọi người rồi. Hằng muốn lấy set chấm bi thì em comment xuống thoại địa chỉ cho shop nha.
Hằng muốn lấy set trang bị comment số điện thoại địa chỉ nha. Sau livestream em inbox thêm một set nữa vẫn được tính nha Hằng Mun nha. Sau livestream em có thể xem lại cái khúc trang bị để em xem kỹ hơn về cái mã đó nha Hằng Mun nha. Rồi C24 và C25 là hai mã cuối cùng của ngày hôm nay. C25 là mã hân đen mặt nha, giới thiệu cho các chị nè. C25 bao gồm một chiếc áo trắng sọc đen hả, và đi kèm với đó là một cái chân váy da lụa có nút rất là xinh nè, và có thắt nơ mọi người nha. Comment C25 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nha, chốt C25 dưới 55kg mọi người mặc vừa nha. Rồi em chốt cho chị Sam à, em chốt cho chị Sam nha. À và ok đó, em xem lại ok Hằng Mun nha, em chốt cho chị Sam. Rồi ok mọi người nha, comment C25 kèm số điện thoại kèm địa chỉ nếu chốt combo của em. Còn có chị mà nếu chốt combo của Thủy thì comment cho comment là C24 kèm số điện thoại kèm địa chỉ à. Rồi em chốt cho chị Hoàng Trần kèm địa chỉ à. Lê Hải Hà em 2 bộ C17 và C24. Ok Lê Hải Hà nha. Rồi chị Hằng Lê cho em địa chỉ, cho em số điện thoại luôn. Chị Hằng Lê ơi, em sắp tắt like rồi, không có số địa chỉ, không có điện thoại là em không chốt được à. Hằng Lê cho sắp địa chỉ số điện thoại chị nha. Diệu Hiền hả, chị C25 hả? C25 cái mẫu nào vừa thì em sẽ chốt cho chị. Ok Diệu Hiền nha, chốt cho Diệu Hiền C25 nha, mẫu này vừa nha. Mẫu nào mà vừa em sẽ chốt cho Diệu Hiền nha. Rồi C17, ok chị Lê Hải Hà nha. Rồi chị Hằng Lê comment số điện thoại địa chỉ giúp shop nha. Đây là mã cuối cùng của shop rồi, hai mã cuối cùng C24 và C25 kệ chị. Và C24 là bộ trắng đen của Thủy đang mang, C25 là bộ sọc của Hân đang mang nha. C24 và C25 là hai mã kết thúc của chương trình mini game. Chị nào bạn nào chưa đặt thì tranh thủ đặt nha. Sau livestream á, mình mới đặt một bộ thì sau livestream cũng có thể xem lại và chụp màn hình cho shop thêm một bộ nữa nha. Và chị áp dụng cho ai có xem livestream nha. Nếu chị nào bạn nào không xem livestream thì mua giúp shop với giá là 250.000 mọi người nha. Rồi xong chưa mọi người, ai còn có câu hỏi gì cho shop không? Rồi các chị và các bạn còn có câu hỏi nào cho shop không ạ? Rồi chúc các chị Lê Thị Hiếu Kiên, chắc với Lê Thị Hiếu Kiên C25 nha, ok nha. Ok Hồ Thiên Lý B, đúng rồi 3 bộ nha Hồ Thiên Lý nha, cảm ơn Hồ Thiên Lý nha. Rồi còn ai C24 và C25 nữa nhanh tay đặt nha. Shop kết thúc like một cái là sau khi mọi người đặt, sau khi kết thúc like thì giá là 250.000 cho shop nha. Và chỉ bán cho bạn là chị nào có đặt được một set trên livestream, sau đó xem lại một chọn một set nữa thì vẫn tính nha. Chứ không phải là mình không xem like rồi mình vô mình xem view lại hết rồi mình chụp hai màn hình hai bộ là mình bảo là 99.000 thì không có được mọi người nha. Ok Hiếu Kiên nha, ok Hiếu Kiên nha. Rồi xong chưa C24 và C25 các chị ơi, còn ai các bạn ơi, còn ai muốn đặt nữa comment giúp shop nha. Rồi các chị và các bạn cho em coi lại cái chân váy đen cho lấy đó. Chị mặc nhỉ quen có rồi bộ là cái chân váy đen à, là cái bộ chị... có chân váy đen là xe máy chị nhỉ à. Còn Mùi Thu ơi, cái này nè, còn này hả? Còn Mùi Thu ơi, chắc là bây giờ còn Mùi Thu, biết sao? Còn Mùi Thu, mình cứ xem lại like nha, tại giờ nãy giờ là mình có xem từ đầu like tới giờ. Còn Mùi Thu xem lại like và inbox cho shop liền nha. Sau khi livestream kết thúc nha, thì shop mới tính cho mình nha. Tại vì còn Mùi Thu nãy giờ có xem like nha. Nhớ là chụp lại màn hình cái bộ đó là bộ nào nha. Chứ nãy giờ shop mặc rất là nhiều trang váy đen nha, còn Mùi Thu nha. Ba bộ đúng rồi, Hồ Thiên Lý ơi 99k mỗi bộ đúng rồi nha. Ai cũng dễ thương, đồ rất đẹp, cảm ơn shop. Dạ cảm ơn chị Nguyễn Hiền. Cảm ơn chị Diệu Hiền nha. Rồi mọi người ơi, các chị ơi còn ai muốn đặt hàng nữa comment giúp shop luôn nha. Ai muốn đặt hàng nữa comment giúp shop nha các chị và các bạn nha. Rồi các chị và các bạn ơi, đặt bộ của em thì comment C25 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Đặt bộ của Thủy comment cho em C24 kèm số điện thoại kèm địa chỉ. Em sẽ tắt like trong vài giây nữa nên các chị và các bạn tranh thủ đặt. Chị và các bạn nào mà muốn chốt hai bộ thì mình tranh thủ chốt liền các bộ trong like để mình có giá 99.000 một bộ các chị và các bạn nha. Còn nếu mà kết thúc like các chị và các bạn chỉ được duy nhất một bộ và kiên quyết là mình chỉ chọn một bộ thôi thì sẽ có giá 129.000 ạ. Chị ơi em inbox rồi, mong chị trả lời cho em biết. Ok Diễm My nha. Thế sao thì hiện giờ inbox rất là nhiều và nó đang shop sẽ trả lời lần lượt, mọi người thông cảm với shop nha, inbox rất là nhiều, sorry mọi người nha. Thì shop sẽ lần lượt trả lời, mọi người cũng đừng có lo nha. Nói chung là mình có chốt là shop, hệ thống của shop sẽ ghi nhận và sẽ không bị sót đơn của mọi người đâu, mọi người yên tâm nha. Có bán hai người đẹp không? Rồi ok, vậy mình kết thúc livestream tại đây nha. Cảm ơn các chị và các bạn đã theo dõi livestream hôm nay, rất là nhiệt tình, mua hàng cũng rất là nhiệt tình. Và chị nào bạn nào mà chưa mà mình còn muốn chọn thêm thì nhớ là xem lại live inbox sắp liền trong đêm nay mới tính nha mọi người nha. Còn qua ngày mai thì 250 mọi người nha. Và ai không xem live thì đặt hàng giúp shop với giá 250.000 các chị và các bạn nha. Rồi còn ai có câu hỏi gì thì comment giúp shop nha. Rồi còn ai có muốn nhắn nhủ hay là có cái gì mà còn thắc mắc thì cứ comment cho shop nha. Và shop 10 giây nữa shop sẽ tắt like luôn nha, nếu mà không thấy câu hỏi gì nha mọi người nha.
10 giây nữa sắp để tắt like luôn mọi người nha. Nếu mà không còn câu hỏi gì và thì các chị và các bạn ơi, 10 giây nữa khi sắp tắt like rồi thì có gì mọi người inbox sắp địa chỉ giúp sắp nha. Nếu các chị đúng rồi, bạn chưa cho địa chỉ qua like nha. Đúng rồi. Rồi chị nào bạn nào mà chưa cho địa chỉ qua like thì nhanh tay inbox cho sắp mọi người nha. Rồi cảm ơn các chị và các bạn rất là nhiều đã tham gia hôm nay, rất là nhiệt tình. Và đây là livestream cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Bye bye mọi người, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ nha. Tạm biệt các bạn.